chạy đi. Ờ chạy đi quá đông rồi. Không không coi 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 nha. Rồi thấy nhiều đâu có thấy chạy đó. Đi thêm. Đi rồi. Nó không có nổ đâu má ơi, không có nổ đâu. Đẹp đẹp đó. Đẹp lắm á. Đó, trang sức á. Dạ. Nó không có nổ đâu, chiếu chiếu đó. Mẹ thấy có hộp đó. Chào bộ, không có nổ. Không phải lựu đạn đâu. Thấy gì chưa? Đó, thấy gì chưa? Đó, thấy gì chưa? Đó, nổi về đó. Thấy chưa? Nổi về đó. Nổi về kìa. Hả? Quá thấy thương, nó coi hoài luôn. Kìa. À, chưa đó. Quay đi, quay đem về đi. Đó, à, đúng nổi rồi. Về đó. Thấy chưa? Thấy không? Thấy nổi về. Thôi đừng khóc, bị của quyền không có thấy chị về khăm nên về bữa nay khăm được người ta mừng á, biết không? Đừng khóc. Khán giả ơi, hôm nay là cô bé mặc đồ rất là lộng lẫy đó. Quá đẹp. Đó. Dạ. Hôm nay bé đang hâm mộ đông quá khán giả ơi. Xe. Có mượn cái chỗ nào chưa? Đây quét hả? Đang quét hả? Hỏi cổ coi. Nè đẹp quá, cô bé quá đẹp rồi. Ơ. Quá đẹp. Đó. Coi. Lại làm giờ kiến thiết luôn. Rồi. Cô bé đây, xin cô bé chụp cho cô bé tấm. Rồi, đứng đứng chế nó nghe, đừng dính nha, đừng dính nha. Nè nè, đừng dính, đừng dính. Khó không dao động. Đúng rồi. Đó là cô kia đỡ lớn lên con ngọ mình vô đâm hết đi. Vô hết luôn đi. Rồi, vô hết luôn đi. Vô hết luôn đi. Thả cả vô hết cái đi rồi ai muốn chụp lẻ rồi chụp. Lột khẩu trang đi cô, lột khẩu trang đi cô. À. Đừng đụng cậu nghe, đừng đụng cậu nghe. Hai. Ngồi xuống đi con gái ngồi xuống. Hai. Nè cô đó ra đứng lên đây nè. Cô đứng sao đâu qua đứng. Nè chị đi vô. Đó. Cái cô đeo kiến đó, cái cô đeo kiến qua đứng bên đây nè. Cái cô mặc áo vàng đứng xích vô. Ờ vậy đó. Rồi được rồi đó. Chị này nè. Chị à. Vui quá à. Rồi được rồi. Cậu bé ơi. Nè cô bé giờ đây nè. Đừng động. Rồi đẹp đấy nha cô bé ơi nè. Hai ba quá đẹp. Đẹp bài. Sao mặn giống cô bé. Lại. Cô bé làm dễ thương quá. Nè. Có câu nào mà chụp riêng á thì nói xin chứ nha. Phải xin chứ. Chụp bé là. À xin chụp xin phải xin luôn. Nguyên nguyên đẹp ha. Chụp qua hơi lạc luôn. Đó, đó đúng rồi. Chụp rồi lấy một tí. Để đồ. Xin phép. Rồi. Đứng qua đây nè. Đó. Đó, cô bé che trầu đã. Đẩy chụp hình rồi. Tự nhiên đẹp luôn, quá đẹp luôn, cô bé quá đẹp luôn. Đó, nó xin vô đó. Đó kìa. Là mình nào luôn. Hôm nay trời đó trăng tròn này, hôm nay mặt trời đó không thấy trăng này để trăng sáng sôi đây hôm nay đó trời gầm này, ngày đây tháng cư đó nơi này. Chụp áo kéo lại, kéo lại, bỏ tấm này lại cái áo luôn. Chụp lại. Đây, đó là nè. Đây, vậy đó đúng. Rồi cô nào xin chụp cô bé thì cô này chụp rồi. Kìa, có món quà. Có quà. Ông có trang chứng
chồng kia. Có đâu có quà. Con đang tính hỏi đoàn nhà mình có xe đi đâu chưa? Có rồi. Đây có xe đi đứng đây rồi cho cả không có đi. Ồ quá nhiều. Thôi tặng đồ chơi luôn. Quá đẹp quá đẹp. Rồi cô nào đứng chụp với cậu bé xin vô. Dán tóc lên chị. Em trai em xích qua giùm anh em trai. Cho nó dính luôn đi. Dính thì ra trước này. Chúng chết à. Sợ lạc đạn cô bé. Cô bé sợ lạc đạn. Đây. Lạc đạn cho cậu bé. Đẹp này cậu bé ơi. Đây đó. Nhìn. Không cậu bé không có nhìn cậu bé nhìn đâu. À hướng nhìn đâu nhìn. Nhìn đâu nhìn. Rồi đó mấy cô. Rồi có cô nào mình chụp vô với cậu bé thì vô nha. Nhìn nhau. Cái cô kia bước ra đi cô kia bước ra đi. Cô bước ra trước đi cô. Chụp ảnh hả? Chắc chụp quá. Rồi. À, sao trước mắt lìa? À? Nhìn mình đó hả? Nhìn mau hết bệnh hả? Rồi đứng nhìn thì đứng xích vô. Vậy con này đứng gần đây đi. Ở chỗ này cho nó ôm trúng đi, nó quay vô đó đó. Rồi. Nhìn nhau bao hết bệnh trở về nhà hết nhức đầu được khỏe mạnh được luôn nha. Có chụp hình luôn không? Chụp luôn nha. Đó. Rồi. Nhiều cắt quá. Nhiều cắt quá. Ok đâu. Bé chụp bé nhìn cho mau hết bệnh nè. Cô bao. Cô bao mà cô không có bệnh thì cô đứng gần cái chỗ này nó có bệnh. Có bệnh. Dạ. Đó. Cô có chụp luôn nha. Chụp luôn nha. Đó chị chưa cô. Rồi vậy là hết rồi đó, cậu dịch vô là hết rồi. Cho cái con này bệnh quá ôm cái chờ nó thôi ôm đi. Rồi cô đứng xích vô. Chị đứng xích ra chút xíu đi chị. Cho cô này đứng xích với cậu đi, chụp với cậu trước. Đó, sao nhìn mặt bộ bé đẹp trai của mình nhìn đi. Đẹp trai ha. Vậy đó. Quá đẹp luôn. Đó. Nè. Bệnh này chơi đứng đằng súng đây đằng bắn mắt luôn. Mở kiến nhỏ ra. Đến rồi còn đồ chơi nít. Dành chơi với cậu bé đó. Không có cái này của cái ô mà. Cậu nói cũng đúng vậy. Cô nhìn đây kìa đứng đằng nè. Rồi lát đụng này có dơi nữa. Sao mặt xấu quá mà đòi chụp chung. Là cái hộp gì đâu mà. Xấu rồi chụp chung. Đẹp 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 vì sao mà khóc trời xa con đến nơi này à, mẹ đây có vui bài hát ca này con mang đến đây dựng cho mẹ tu sao mà giỏi thế. Giỏi mà sao còn buồn phiền chuyện gia đình. Mình tu là người ta dục bỏ đi chứ vừa chứ tu còn đem buồn vô chi. Rồi sao có cỏ cao tươi mà ăn. Cốc nha. Để nó sự thật đó. Nói tu đi cho mọi người được vui đó này. Sen đây đã nở đó dưới dũng dụng này. Chờ bé kia. Bé đây xuống cái đang đó bằng chiếc này. Đi đây xong chuyện đó bé sẽ trở về trên mây. Trăng thở qua rồi. Trần gian ơi trần gian cũng vì cơm gạo mà gian nan cả đời. Thần tai đó tạo thành giờ đây mà niệm Phật để dành.
Cô mắt, xong về cái chân đặt lên ngoài lao vậy. Ai đừng có cái con quên qua bé chạy vô đóng giác trốn chứ mày sẵn luôn. Nó trình lợn chửi mày luôn lắm. Mà đâu có mặc được đâu. Cái hình mà mấy chị mình chụp chụp hình kìa, anh anh ấy hai vợ chồng, hai vợ chồng có giận đâu đấy là chụp chung chắc đây. Cô mới xích qua ngoài này nhìn anh con gọi là kìa đó. Rồi. Dạ. Cái này cái gì muốn quá hả? Nó không có nổ đâu má ơi, không có nổ đâu. Đẹp đẹp đó. Đẹp lắm á. Đó, trang sức á. Dạ. Nó không có nổ đâu, chiếu chiếu đó. Má thấy có hộp hộp đó. Dạ, không có nổ. Không phải lựu đạn đâu. Chị ở lựu đó. Cũng ở nước ngoài luôn. Và cái này cũng ở đa ba rồi nè. Nè cho anh đa ba mà bao nhiêu lắm. Cái này dần giả mà anh ta mua đó. Cũng đồ giả đó. Giả nhưng mà thành thật. Giờ mình ăn nó không được, nó còn thật. Còn nếu mà thiệt bán ăn rồi mắc hết luôn. Hay quá. Cảm ơn cô. Quay vô quay chụp. À, quay chụp. À. Chị này có nét giống bé đó. Anh chân, đừng có nhìn chân hình. Chân hình giống bé. Chân hình lại cứ hình hình. Chân phải đặt mặt. Cái này đàn lông mà. Còn ta ngữ mà. Nhưng mà coi phim, coi thần thông của bé nhiều rồi đó. Thành ra bây giờ nói chuyện đừng giống như bé vậy đó. Cũng cà lâm luôn hả chị? Vậy chị này bữa có nói chuyện. Dạ, dạ, dạ. Tạo kia theo gió không này. Lời đây bé nhỏ đó gửi này đi xa xa đây lúc đó gần này chị em cô bác ai cũng nhớ này chị em ở đây dỗ cài khóc nữa chị ơi đừng nói với bé đừng khóc mà sao sao về gặp ôm khơm mà cười còn khóc nữa không sao quắc. Coi video của bé mà ngồi không được. Mẹ chú chị ơi là mẹ chú chị ơi. Sao mới làm mẹ khóc à? Đừng nhắc bà nội bé không. Ông vỗ trên nhìn mình ta dằn giả mà mắc khởi quá. Chưa đeo. Đó lại quá hay quá đẹp quá. Đi tối qua đi phải giờ tối qua ngủ mà mắt ngủ chơi đẹp lại ngủ ăn vào mà đây đây đeo cho cổ kia hay là con nhìn nhìn con ôm đó nhìn đây mắt ngủ hả mắt ngủ rồi giờ chú dài ngủ nè. Đâu ngủ chứ có gì đâu mà khó khăn ngủ vậy mình cũng không biết nữa. Thì bé chị cho công tiền trong đạn biết nữa. Đúng không? Giờ là ngủ được luôn à. Nãy giờ đỡ rồi đó. Chân ai cũng đặt. Cũng kèo thay giờ này khỏi không có hả? Giùm hết. Thằng nhỏ biết. Giùm hết lại. Cái bụng này bự đâu bằng bụng bé. Bụng con là chưa gần gần học. Bụng con bé. 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 Bụng con
mình á, già trẻ cái lần đó. Dạ, vậy lát lấy luôn nát của té này cho té vô hết. Dạ. 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 Cái lần đi cái lần ghê á. Đó, còn có đang làm. Đó. Xong. Dạ. 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 Nói chuyện với bé có nói là xin cho mẹ nói yên lắm, cái đi không có được á. Vậy đi đứng vậy đừng cứng nào bà, cứng đây đứng rồi đó. Rồi xăm. Bé ơi, cho gắn thằng Thông đây không có đụng đâu chứ, cho khán giả nghe chứ sao quá không nghe. Không có đụng. Mấy người đó ta già tao liếc đó. Không có đụng trang sức đâu. Gắn còn đẹp nè, cầm. Dạ bên đây. Dạ và gắn bên đây thì không có đụng đâu chứ. Dạ. Dạ. Vậy là ba luôn. Bé đeo luôn cái chiếc đó. Cái vòng đó lên luôn. Dạ cái tấm lòng của chị á, tấm lòng của chị á. Thầy giờ đâu ra ra gì vậy? Cái lưỡi lưỡi leo. Cái này không có mua được đâu. Đó, cái này vô là để bệnh nhốt vô đây hết. Cái bệnh là nhốt đó. Rồi đúng rồi. Một lát đứng ra đứng đi con chụp lại một tấm hình. Đó. Đi về cái này ra. Qua đây. Nhiều giống thầy kia em quá. Phê vàng. Rồi. Chụp tấm vậy nữa nè. Bé. À. Cậu bước xuống chờ. Kia rồi chụp mấy lẹp. Chụp kia. Chị ơi, chị này xích vào giùm em. Bé chào bé, cảm ơn chị. Giúp giùm là bệnh nhiều quá nhất. Đó. Bệnh làm biếng không rửa chén này nó bệnh chứ sao. Ông ơi, rửa chén giùm tôi đi. Tôi nhức giò quá, tôi ngồi không nổi. Làm biếng ăn thì được, mửa không được. Đúng rồi. Không biết sao nữa mà nhức. Còn quạo quọ với người ta nữa. Nhức quá à. Ôm lấy đi. Nhức chân đi. Nhức thì lấy búa đập. Dục. Đập buông. Đập đi. Rồi vô phòng. Thấy không? Ờ đúng rồi, tập dục. Cao quá. Nhiều chuyện mà, lo nhiều chuyện mà. Đưa kiến đen cho bé thì kêu chị đó đem kiến đen kiến cho đen bé. Lại lấy kiến đen giùm cho cô bé. Đúng rồi, đưa lại bé lấy cho. Kiến đen à. Để con thở ở đâu rồi, cái đồ vắng trên lầu bé ở đâu rồi? Quay vô đi rồi hả lấy hả? Ờ đúng rồi, đợi gì mình chụp đưa mà phải đeo con khỏi đi hen. Đợi đừng có từ lẽ nha. Không có gặp bé được đâu. Có gặp lắm. Hai chị em nhà gặp lắm. Nhau lắm. Chụp hình con bé gì cho gần. Cái nữa đi, cái nữa gần, nữa gần đi. Với chị hai cho bớt cãi lộn đi. Quạo lắm nè, chửi mà còn muốn quấn ta luôn. Rồi đó, vậy là về là hết rồi đó. Thôi cắt cái này vô lại đi. Nếu mà muốn quấy lộn á thì từ xa người ta có giỏ về vô cái tay này mình tập xuống cái này đưa vô. Còn cái này để không hả? Rồi đúng không? Về cái học giỏi nè. Học giỏi đó. Về là học giỏi đó. Học gì giỏi mà mới bấm thôi mà. Đúng rồi, quá chính xác luôn, quá bấm luôn. Lấy dây cột lại rồi, hết bấm. Đáng đời. Đáng đời. Ở đây có chị em nào chưa có gặp bé chưa nha? Cái em này chưa nè, đã giờ. Nãy giờ đứng ngoài á. Đứng gần đây đừng cho có kịch. Đứng gần đây đặng cho có kịch. Bé thôi. Vậy đó. Rồi làm vậy này nha. Bữa nay bé đẹp mà. Đúng rồi, này quá đẹp. Đẹp mà. Cậu đầy nịnh nè. Nó câu đó là nịnh đó. Đợi đúng không? Nãy giờ chưa được ôm. Dạ hả? Nãy ôm rồi mà. Nãy ôm rồi đó. Lần thì được 3 lần ôm rồi. Đừng. Cậu bé đẹp. Chị này cũng đẹp hả? Đẹp.
Cô bé đẹp hơn. À, đợi đi. Rồi lấy vũ chặt dục đi, vũ chặt dục đi rồi xong. Vậy đó nè. Vậy là hết á. Kìa, thấy gì chưa? Đó, thấy gì chưa? Đó, thấy gì chưa? Đó, nổi về đó. Thấy chưa, nổi về đó. Nổi về kìa. Hả? Quá thấy thương, nó coi đó. Hoài luôn. Kìa. À, thấy chưa đó. Quay đi, quay đem về đi. Đó, à, đúng rồi. Về đó, thấy chưa? Thấy không, thấy nổi về không? Cao huyết áp, tiểu đường, nhiều bé dục hết. Như có cái hào quang á. Hào quang đó. Hào quang đó mà nội về đó. Có hào quang mà nội về đó. Để không cậu. Cậu chỉ là nhìn thấy liền. Thầy không à. Sao cái chỗ này bị đau hoài vậy? Đau mấy chục năm, rồi, mất hết luôn. Đó. Đó. Ok, đó, hào quang nội về đó. Đó, bà nội phụ nó. Kìa kìa, xin chụp hình với bé bé ơi. Không có đâu cậu này, tới giờ tìm bé nè. Còn vợ không? Hết. Còn vợ không? Hết. Không có tưởng còn là trái nhà. Con sợ điều đó lắm. Thôi cô Trinh vô chụp với bé đi. Thầy ơi, xin chụp bao hình. Cô mình lấy cái nóng ra đi cho đẹp không? Yeah. Thôi rồi, để bà đi. Không có tóc. Cô không có tóc. Để làm văn hồ núi. Đẹp. Rồi xong. Ông đó sốt quá. Mơ bạc. Bỏ câu chụp quá. Lại cây, đứng cầm cây làm cái gì chim mà nè. Đó. Vậy nhưng chờ treo cái mặt của bé đừng ai thấy. Cậu không biết gì hết. Nói ông đi núi có một lần ông gắn ai trong hình vậy. Nó con. Kìa kìa. Quý chụp với em đồ chụp sắp tới là phù hộ là sao? Khoan để coi cho con là thời gian sắp tới là con muốn thi vô đạt chứng chỉ có được không? Được được. Nhưng mà tánh chị nóng không được đâu, chừng trái mặt. Để chụp hình với bác nha. Đá dò vô. Này em Quỳnh à. Mình làm chính trị rồi phải ra chính trị chứ. Nhưng mà đúng không? Nhưng mà giờ tính con hết nóng rồi. Trụng đi hết. Là anh mặt nước à. Chụp viên anh nè. Chụp viên với anh á. Trời chụp viên. Nãy đứng gần đây rồi. Nãy để đứng chứ. Để em hơi dành hết sao. Quéo đi. Nè nè đó. Được cơ vậy. Ta làm vậy đỡ làm được không? Vui vui vui. Anh ơi. Anh này. Vui. Đâu tiếng gì đâu, tự cười vậy chứ đâu hiểu gì đâu. Tôi mắc cười á. Đỡ đúng mày. Thấy bà cũng tài mắc cười. Bốn lần. Ta giữ tiền của người ta tới nửa già, ta ăn ta không biết gì hết. Có giữ được không? Được. Mặn hoài vậy sao không dư? Hai đứa này nó ăn nhiều mà không dư nè. Đúng không? Có con phải cho con ăn chứ. Vậy là dư được à? Tiền của được. Mơ vặt được. Còn người nào nữa không? Còn hôm nay nãy giờ chưa. Nãy có duyên đầu già hết duyên ai cưới đâu mà duyên đâu ai cưới nữa đâu mà duyên mặc áo giống luôn kìa áo giống luôn rồi cô chụp tấm rồi áo giống luôn kìa ôm bà đi sao thanh chụp mà nhăn dữ à dạ rồi xong bé ơi chôm chị lần nữa đi về cho chị học ra đi già còn nuôi còn cự như không nuôi được còn nhỏ ấy đeo mà cũng bị hoài chứ tao hết tao chứ bé đeo mà hết tao đeo lên đây muốn sinh bé đó cho mình ở gần bé hai ngày đi gần bé hai ngày thì chị mới vừa nhà mẹ đi đặng hủ hỉ với mẹ đi rồi bé đi quấn lộn nhưng mà đi quấn lộn xong rồi về nha bà. Bé đi nay 4 ngày trời bé mới về đó.
nhưng mà nếu bây giờ theo bé về nhà xác mẹ rồi ở đó rồi bé có về không? Có về được khách hàng đi làm. Tại vì cuối tháng, đầu tháng không 6 này bay về rồi. Không phải. Đem bệnh tật đi giùm. Cảm ơn bé nhiều. Không phải, đừng khóc nữa. Đừng khóc chị ơi, về đây thấy nội trên này, về đây cứu độ nơi này cho mọi người hết đau. Cảm ơn bé nhiều. Mà là dê nè, ôm hoài à, ôm hai lần rồi dê ôm hoài à. Mấy ôm đó. Không ôm ai mấy lần cũng nhớ mà. Rồi đúng không? Chứ đừng nói con mặc áo dài con không nhớ hả, con nhớ dài lắm á. Có con này chưa em nè. Ủa vậy cũng được nè. Đó. Lì lắm, cậu không? Bé làm cho con mắt đừng khóc nữa đi. Nãy giờ đi kiếm con cháu đi nguyên cái dạ, bé xuống đây mà. Trời ơi, làm gì cưng dữ vậy trời. Rồi xong rồi đó. Xong rồi. Được rồi, thôi rồi đó. Đâu phải vậy. Bột buồn nhảy xuống đó chơi với cá vui à. Nhảy luôn đi. Nhảy luôn đi. Giờ nát quá. Nãy giờ trong người thẻ chưa? Thẻ. Mờ hả? Mờ. Ra dục luôn cho nó. Để đi chỗ mau. Để cho nó. Xin bé về nhà xác mẹ. Con bé cho cái gì đó. Dạ. Để cho cậu gọi lại vỏ tiếp đi, lại lấy vỏ quại tiếp đi. Kêu kì đưa vỏ tiếp đi. Hả? Cho đừng có khóc. Tại tội gì tụi liền về nhớ gặp được mừng á. Nên người ta thắp chứ đâu phải sắc khóc đâu. Anh nghe khóc quại, không đi đâu hết. Tụi gì không dập được, giờ dập được để đeo kiến vô để khóc mắc cỡ quá. Đẹp trai không? Đẹp trai không anh Thanh nhiều. Dạ đẹp trai. Đẹp hơn anh Khảo luôn. Thôi đừng khóc, bị cổ quyền không có thấy chị về khăm nên về bữa nay khăm được người ta mừng rồi biết không. Thôi đừng khóc. Tại vì bỏ đó. Không nuôi ngoại nổi nữa. Vậy hả? Tội nghiệp vậy. 99 tuổi chết quan đó. Người ta nói chứ bé. Đó. Không ai tiếp. Nên một làm hoài cực. Có được rồi cũng bỏ niệm Phật về tiếp phụ nè. Không phải đó. Rồi chăm. Rồi cảm ơn câu đó. Đây lù lù. Chấm mặt. Không nghe. Mụn đâu rồi. Rồi lấy xuống đi, bé lấy nước mặt nó mồ hôi bé chùa cho. Đưa cho cậu với phần ngoại bớt đi, đặng cho nó ma phạo nhẹ. Không. Rồi xong. Mong gặp bé là mấy năm đó đây. Dạ hả? Gặp lại. Chứ bé đâu có gặp thường được đâu. Bắt đi ăn trộm quýnh lộm mà. Nên mẹ còn được bé nữa. Mẹ bé đi cả từng. Sao mới lừa trời liền. Bé chiều nay bé. Bé đi đâu bé? Bé trước nữa bé đi. Chị này có nói dữ lắm. Thôi, một cái thôi. Đợi ha. Đưa cho Hùng quải bớt. Hả? Đẹp quá, có tấm bầm mặt con bé đeo cái đẹp luôn nha. Cái này đưa giống mấy người đi làm bóng vô da gì đó. Người ta nói vậy. Cái này nhà cô bé cầm giùm anh để nha. Thằng Khánh nói quốc bụng nè, để bằng tiền vô cái để mốt mua vợ. Vậy cái này cho là cái mặn này thật chứ không có tốt lắm. Cô bé hay quá. Chứ không phải bé không biết. Ông nói không mượn không lẽ không gì trời rồi người ta bằng chứ. Bà cô bé ơi, có được ở tại chỗ không hay đổi đi chỗ khác được không bé? Bé khách đi một chỗ nó mặn mới được gạo. Chỗ đó cái cửa không có đúng á nên mặn về cái hai người đùm rồi à. Đi đi. Về giờ đi đi.
bé giờ rồi bà lựa cái nhà nó bự rộng hơn, nó được 3.5 phòng đó, ở được đẹp á, đẹp. Còn cái chỗ đang ở này có khui à, trời trời bắt đèn lên có cũng sáng rồi chứ cắt rồi cái nó hồi tối hù à, không có đẹp. Mà bước vô chỗ đó con người làm buồn lắm, nó nhà nó buồn hiu à. Như muốn thay đổi có muốn làm cái nghề đó nữa không bé? Được cho cắt để gớt bể ông ngồi nè, cái bé ông câm à, đỡ khừa bé nữa. Bữa hôm con Hùng đụng á, bé làm cho gớt hư nên khỏi mẹ luôn, gớt hư thâm luôn. Cái đang bằng việc hết lẹ, đen đen, đụng cái gớt bị bít, cho hết kêu. Con bé à, cái cổ nuốt cái ngạt ngạt này dưa. Cái này vô nuốt hết à. Kêu cái ác là sao? Không biết sao ngủ, sao nó kêu kêu trong đây này con bé. Đó kêu đó. Ủa cái đầu mình kêu tét tét mới nghe lần dạ, lần một. Tối, tối nằm ngủ cái nó nghe nè, kêu cho chị hai nè với em đầu nó không gây lộn nữa. Nó nuốt nghẹt nghe này em bé. Ấy gì mới chân. Lấy búa chặt đi. Chặt rồi cho nó hết chứ có bồi lâu. Nó con chặt rồi. Con chặt mau lắm, chặt không có máu. Công an có bắt bà chứ. Bà bị đau mà con đâu bắt con. Chặt giùm khúc nữa con bé. Được được. Kia kiếm chỗ nào chặt. Có đó đang làm đó. À, chặt hết à. Đi xuống nát đi. Ở đây nắng nồi quá tầm vừa đều đi xuống nát đi. Là chỗ mát hả? Đạp xe bé đi. Đi xuống chỗ mát. Đi nữa hả? Đi nữa hả? Chú nói là chụp hình nữa đó. Cô đi nhắc này. Cô đi xuống chỗ mát. Đây đó. Mát mẹ. Chợ, cái này là mát mẻ nè. Rồi, ở chỗ này là mát là đẹp luôn. Chợ, để cho cô bác mát. Để cái cảnh đó. Để cái dù lên. Cái nọ đó. Rồi đúng rồi. Để nghiêng trên vai á. Nghiêng trên vai để hả? Nghiêng vậy hả? Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Này là gái Nhật đó. Tội đâu mà. Quá đẹp luôn nè. Quá đẹp con bé. Thấy tạ mẫu chú bọm không? Một số một luôn. Bé xoay mặt qua bên đây đi bé. Đổi dù, đổi vai đi. Xoay qua mặt ra ngoài đi. Đúng rồi, đúng rồi. Cô bé thước tha. Ở nay bé mượn sắc mẹ mặt. Bé xoay mặt qua bên đây là chụp đẹp hơn. Không phải. Sáng hơn nè. Cô ơi, cho cá ăn mình cho cô. Bé làm gì đi, bé làm gì. Không mà này chụp tới sáng đẹp nè bé, hình nhiều nha, hình đẹp đẹp không? Đây là ngay cái hồ Thủy Liêm luôn khán giả. Anh đây mặt nào đẹp, đi lộng lẫy, quá dữ luôn. Tất nhiên, cái miệng. Đó. Từ không quá. Không. Hả? Làm cái tướng mà có mặt con mắt ở đây. Dương Tiễn. Dương Tiễn giờ đâu có gì đâu chết. Có cái gì chết. Không tức là cái phong cách của Dương Tiễn cho đó. Không phải cái dù chống xuống, chống nạnh. Dạ dạ đúng đây. Đúng rồi. Đây, cái này nó đùng lắm không có làm được. Ví dụ dù ship. Đúng rồi, em có được được. Vậy sao ta? Vậy không, không được. Mà mình làm dựa như bà là. Dương Tiễn, tướng Dương Tiễn hả? À.
Anh Thanh cười hoài, đẹp trai đâu mà cười. Ngồi đó. Đã chụp hình ở nhà bé làm đẹp lắm á. Hả anh Khanh, coi anh Khanh nhìn mà anh Khanh vừa giật mình luôn á. Giật mình luôn. Trời đúng rồi lắm. Quá trời luôn. Còn đâu có biết đồng bạc được. Bà đổ đại xuống anh ăn hết à. Về nhà xác mẹ đó là bé diện đi, mình chụp hình, mình chụp hình khéo lắm. Thôi bé chụp diện mình ơi bé à, không có cho anh nhìn đâu. Bé diện đi rồi mình chụp cho. Không có, từ từ về các cô trên xuống mạng mà không có cho ai gần bé được, không có cho ai khấy được. Mình mẹ bé khấy khơi. Bé bốn người xuống mạng đợi trang liếm cho bé à. Mấy cô trên đó đó. Làm đủ liều hết. Tôi nha, cho khách bị có số khách là về liền nha. Dạ đó. Bố Phật lấy này cho cá ăn nha. Đổ cá ăn nha. Kêu bà đổ hết luôn để giờ đâu ai trả tiền mình đâu. À. Bé chơi cu quá à. Không có không, con chỉ cần sự khặt cá được ngon, cảm ơn bà. Nhất quá hả, đây con lấy củi quất nó vô, nó đi dạng sợ đi dạng. Nó giật đi rồi Sam. À, ông rùa đi vậy nè. Đó đi vậy đó. Anh Khảo chậm chạp mà. Cái gọi đó. Sao chị sao? Nhức đầu thì lấy cái này gõ vô. Nhức chân thì đập vô. Bung ra tay vừa xuống luôn đó vậy đó, đổ như xuống đó tan biến hết à. Thằng không đưa đi luôn. Vậy đi. Lấy lửa làm hẻo dục. Đâu Phật. Rồi xong. Kiểu này chắc trốn cái đóng giác chứ không ai tìm quá. Dục. Xong qua xong đợi giấc. Dục đi. Đó vậy đó. Có gì được. Ông vừa đi đi giờ. Anh Khảo đi vậy đó. Làm không được lên mặt buồn hiu. Đáng đời. Có thắt rồi, còn mày đặt dép giáp nữa. Hả? Cái gì? Tặng quà. Nói đàng hoàng mới tặng chứ tự nhiên đừng bé không cần được. Nói vậy đâu không nhận đâu. Nói sao? Nói vậy đâu không nhận. Lột này da nói. Nói sao nghe, tôi mới nhận còn không nhận được. Dễ gì vụ. Rồi đúng rồi đó. Cô kiếm da cắn quá bé ơi. Nói đi. Chưa tặng anh Khanh. Nói. Hôm nay trời đó gió mát này, trăng đây nó lặn mắt nó, có mặt trời soi đây em ở đó xa này về đây tặng bé đó hai cái này đeo cho thấy vui. Tìm cuốn nó dậy đi học. Không có học như bé được đơ. Trời trên kính cả nghiêng mình cảm ơn hết gia đình với cảm ơn tụi liền. Quay lại. Quá nhiều luôn rồi kìa. Cái này đem về chứ đâu trời tôi mà nhiều. Anh Khanh này. Không bây giờ đưa qua bé là bé lấy luôn. Không có cái này người ta mượn mặn. Người ta mượn á. Ta nói đàng hoàng cậu này. Ta mượn bằng. Mượn bằng. Sao cái này buồn quá vậy? Sao không lấy màu hồng á? Mấy bé mượn bé làm giùm luôn đi bé. Lên lấy màu hồng đi. Rồi lấy cái màu chờ chờ trong cái này nè. Chỗ đó có đó. Khỏi thả. Em chỉ có mặt buồn yêu à. Quế này là quế yêu thương. Quế này là quế là ở ngoài đỏ nó thích mùi quế. Hả? Gỡ mặn luôn. Làm luôn. Có chừng lột nha. Cái này có nổ không? Không có nổ đâu. Nó là mũ thôi, không có gì hết. Nên hỏi cho kỹ lưỡng nó thôi, liền xong bắt luôn. Rồi xong. Có bị nhiều người sợ con vậy đó. Sao nó văng con rồi? Không sao. Nó là đeo vô gà vô bé. Rồi chị đeo luôn đi xăm rồi đó. Không nhận đâu. Nè, đổi như vậy này cho nó tươi lên đi chứ cái này đều đùn liêu à. Ở cái này tụi ai? Rồi xăm. Vậy phải đi mua. Rồi đúng rồi. Rồi đi lên là anh ơi lên lượm mấy. Nhờ lắm không phải được không? Mờ. Xong.
làm dùm cho chở cho chị nữa hả? Sợ sao mà bữa nay nhiều việc bàn đấy ha. Mai mốt cho anh Khanh đi xuống sông một bữa nào xuống cầu là Đức Khánh đi luôn. Cho bỏ tặc nè. Bằng mà không hỏi mẹ nè. Nhưng mà bé về bé mét mẹ rồi. Rồi xong. Nó phạt. Nó phạt nhiều quá mà buồn quề. Bé nói là đó. Tội là không có báo. Đó đó mới nữa thì rồi mới đi à. Quá rồi bé làm sao nhận nước cho uống thêm để đi xe thủ cái cửa tháng gọi nghe nó nói loạn quậy thì mua nhà mới hả vậy đi đúng không bé phải hỏi trước sẵn có duyên đi về Bình Dương đi ngang Tiền Giang rồi đúng rồi giờ cho chút đó rồi đúng rồi có con đêm mới vợ này rồi bé ở lại cũng đồ không có mình mẹ sắp mẹ về thôi à đúng rồi rồi á mình mua cái vé máy bay á không phải bây giờ nó hơi bị trục trặc á không sao đâu trục trặc tự nhiên thun nó bị không giãn á nó trục trặc không phải nó bắt mình phải chuyển qua chỗ này chuyển qua chỗ nọ nó làm kiền á rồi làm sao bây giờ để về để bé khỏi cái nó xuống à tại gặp mấy người đó người Bắc á nó khó khăn tí xíu rồi lần này lên gặp người Nam mà không sao đâu tự nhiên nó đòi rau muống mà chị không mua cà chua cho nó ăn bé nói nhiều người cũng thắc mắc bé đưa cà chua ăn cái nói thế là cà chua chua ăn nó béo ngon thế rồi bé cái là tao lên cho bé ba tao cũng về quê tao cũng thế rồi đó cái vé máy bay đó có từng phải mua lại không bé mua phạt không bé thấy còn cho xài được mà xài được nhưng mà nó bắt mình phải chuyển qua máy bay tại vì nó làm tiền á nó làm chứ không sao đâu bé hỏi rồi lên nói đi nói mà cho tao về không cho về tao giọng xuống hỏi mày đó cái nó nói dạ về ok rồi xong nó nói tiếng cầu tao ta không nè mấy vũ nè lại nó được việc à không về thì về được có nhưng mà nó mà bây giờ về là hết đặt cái đai ờ chạy đi ờ chạy đi quá đông rồi không rồi thấy nhiều đâu có thấy chạy đó đi theo rồi. Lê Thanh cũng xin cảm ơn khán giả. Thì Lê Thanh đầu chương trình tới bây giờ đã quay video này cũng hơn 40 phút rồi. Thì hôm nay trên núi Cấm thì bà con về đây rất là đông, bên cạnh đó những bà con yêu mến bé, hôm nay gặp bé ở ngoài đời này thì cũng mong muốn bé giúp cho hết bệnh, thì cái đó cái niềm vui của khán giả. Thì hôm nay đến đông quá cho nên bé cũng bỏ chạy rồi, thì Lê Thanh cũng khép lại một video này tại nơi đây. Cũng xin kính chúc cho quý khán giả xem được video của Lê Thanh có nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo về những câu chuyện tâm linh quyền bí ở vùng Thất Sơn Bảy Núi. Lê Thanh cũng xin chào khán giả nha. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.